các thính giả của Phúc TV đã trở lại với chương trình phân tích trang mạng Twitter của Tổng thống Donald Trump và ngày hôm nay có một thông tin rất rất là quan trọng thưa quý vị đó là thông tin liên quan đến tin dịch là fake news có một cái đài rất là nổi tiếng ở Hoa Kỳ được gọi là NBC News thưa quý vị NBC News là một cái đài theo khuynh hướng cánh tả và có một bài viết À, uh, đăng vào ngày hôm ba hôm qua và trên trang mạng của NBC News và lẫn cả trên truyền thông NBC News là cho rằng là Tổng thống Donald Trump muốn tăng 10 lần cái vũ khí hạt nhân của Hoa Kỳ nhưng câu chuyện này là câu chuyện hoàn toàn bịa đặt và hoàn toàn là fake news là tin vịt thưa quý vị và ngày hôm nay Tổng thống Donald Trump đã push back cái câu chuyện này đây là một vị tổng thống đầu tiên mà có thể gọi là chống lại với truyền thông của Hoa Kỳ, thưa quý vị, truyền thông cánh tả của Hoa Kỳ. Mặc dù truyền thông được Bảo vệ với tu chính án số 1 đó là tự do về ngôn luận Nhưng chẳng hạn như những công chuyện như là là tự do về ngôn luận, tự do về báo chí Có thể phanh khui ra cái vụ nghe lén của Tổng thống Nixon chẳng hạn như vậy dẫn đến sự từ chức của ông Hay là một cái sự uh, phanh khui ra một cái cơn uh, không có một cái sự respond cho một cơn bão ở, uh, ở Texas Katrina, ở Louisiana chẳng hạn để có thể hạ bệ được tổng thống Bush chẳng hạn thưa quý vị. Đó là một cái thông tin chính xác về truyền thông tức là truyền thông được bảo vệ bởi tu chính án số 1 đó là tự do về báo chí nhưng chúng ta phải đưa ra những thông tin uh, rất là chính xác mà trong khi đó NBC News lại đưa ra một cái bài viết mà hoàn toàn bịa đặt để có thể hạ bệ được uy tín của Tổng thống Donald Trump cho nên rằng với cái tweet cuối cùng của ông trong ngày là ông cho rằng là những cái tin vịt mà đến từ những cái truyền thông lớn của chẳng hạn như NBC hay là CNN vào một cái thời điểm nào chúng ta có thể lấy lại cái bằng license của họ là cái bằng giấy phép để truyền thông của họ thưa quý vị ở Hoa Kỳ này mặc dù cái truyền thông được bảo vệ với tôi nhắn số 1 nhưng những truyền thông đó bắt buộc phải có một giấy phép à, hành nghề, mình gọi là giấy phép à, để làm việc, thưa quý vị. Thì Tổng thống Donald Trump cho rằng là những cái fake news này, chừng nào à, ông ta có thể challenging, có thể lấy lại hay là à, lấy lại cái license của họ, bởi vì cái license của họ là được renew là 5 năm mỗi lần, thưa quý vị. Đây là một cái bài, một cái tweet rất là quan trọng, bởi vì cho thấy rằng là truyền thông của Hoa Kỳ đặc biệt là truyền thông cánh tả đã sử dụng tất cả các mọi thủ đoạn kể cả những tinh vịt để có thể hạ bệ được tổng thống Donald Trump và hạ bệ được uy tín của ông và chính phủ của ông thưa quý vị kết thúc chương trình phân tích trang mạng Twitter của tổng thống Donald Trump tôi xin ấp đây rằng tổng thống Donald Trump hiện giờ đã có 40 triệu 367.039 người theo dõi trong cái trang mạng Twitter này thưa quý vị nếu quý vị nào chưa có cái account Twitter thì quý vị nên mở một account trader để follow những thông tin trực tiếp mà tổng thống Donald Trump có thể đưa ra trên công chúng và xin chào tạm biệt hẹn lại vào chương trình sau.